Người mẹ nhà quê. Bà Tư ơi! Tôi đây, tôi đây. Tôi có con cá mang sang biếu bà đây. Tôi cảm ơn bà. Bà làm gì mà chạy hớt ha hớt hải lại còn vội vã thế? À, tôi lại cứ tưởng bà gọi báo có điện thoại của thằng Hải, thành ra mới vội thế chứ. Lâu rồi nó không gọi về hay sao mà bà trông thế? Không biết có việc gì, 2 tuần nay không thấy nó gọi rồi. Thôi, bà đừng có lo. Chắc nó nhiều việc bận quá đó mà, thế nào nay mai chẳng gọi về. Hải đó à con, sao lâu lắm mới thấy con gọi về cho mẹ? Mẹ à, tại con hơi bận, với lại cứ suốt ngày gọi nhờ điện thoại của người ta, con cũng thấy ngại. Chắc thái độ của họ có vẻ cũng không thoải mái lắm, phải không mẹ? Có sao đâu. Thỉnh thoảng thì con cũng gọi về cho mẹ 1-2 phút cho mẹ yên tâm chứ. Vâng, con biết rồi, con vẫn ổn cả mẹ à. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, tháng sau con về. Thôi, con cúp máy đây ạ. Nhớ nha. Thỉnh thoảng gọi về cho mẹ yên tâm. Ê, bà Tư, sao hôm nay lại gánh gánh rau nặng thế? Vâng, cố thêm một ít. Đằng nào cũng một công đi chợ chú à. Hai sáu, hai bảy, hai tám ngàn. Từ giờ đến cuối tháng chắc là cũng đủ. Về thôi bà Tư ơi, nắng quá. Ngồi đây lúc nữa chắc ốm mất. Vâng, các bà cứ về trước đi. Tôi ngồi thêm một lát nữa. Biết đâu có người mua giúp cho được ít nào hay ít đó. Thế chúng tôi về trước nha, bà cũng đừng có cố quá, nắng gắt thế này dễ cảm lắm. Vâng, chào các bà. Rau đi các bác ơi, rau ruộng non và tươi lắm nè. Rau muống đi các bác các cô ơi. 1 tháng sau. Thế là cuối cùng cũng bắt được cái điện thoại. Từ giờ thằng Hải đỡ phải gọi điện nhờ rồi. Tài thật, trông bé tí thế này mà lại nói chuyện được với người ở tích tận đâu đâu. Hay thế chứ. Không biết thằng bé có sao không? Sao lâu rồi không thấy tin tức gì cả? Thằng Hải. Hải đó hả? Mẹ nè. Mẹ, mẹ mới lắp điện thoại mới rồi à? Thấy thì tiện quá. Mẹ nhắn bác Hoa hàng xóm, hễ con gọi về thì báo con số điện thoại mới của nhà mình để khỏi phiền người ta. Dạo này bận lắm hả con? Sao mãi mới thấy gọi về cho mẹ vậy? Mẹ, sao giọng mẹ thều thào vậy? Mẹ bệnh đó hả? Không, mẹ có sao đâu. Chỉ ho tí thôi mà. Con đừng có lo. Không sao đâu con. Mẹ, ho thế còn không sao gì nữa. Sao mẹ bệnh mà không đi cắt thuốc luôn đi? Để nặng ra thế này thì nguy quá. Tại mẹ sợ đi ra ngoài, chẳng may đúng lúc con gọi về mà không được gặp mẹ, lại lo. Mẹ, con xin lỗi, con vô tâm quá. Mẹ không sao thật mà. Nghe giọng con vẫn khỏe mạnh là mẹ mừng rồi. Mẹ, mai con sẽ về. Mẹ ơi. Hãy
bài tập dành cho ai? Món quà của bạn Mai đẹp ghê, thật là hợp với mình, phải xuống khoe ba mẹ mới được. Ba mẹ, nhìn con này. Gì thế con? Ba mẹ đang bận, lát nữa nói chuyện sau nhé. Ba mẹ chả quan tâm gì đến mình cả. Hóa ra, ba mẹ muốn làm mình bất ngờ đây mà. Ba mẹ vẫn nhớ tới sinh nhật của mình. Công chúa đi học về rồi đó à? Là bác nấu mấy món ăn ngon này à? Cháu cứ tưởng... Tưởng mẹ cháu làm hả? Bác còn nhớ hôm nay là sinh nhật cháu, nên nấu nhiều món ngon để cháu ăn. Vâng ạ. Bác ơi, ba mẹ cháu không có nhà sao? Ừ, ba mẹ cháu nói là hôm nay phải tiếp đối tác nên không ăn cơm nhà. Cháu ăn đi này, tôm tươi mà, ngon lắm đó, món cháu thích nhất đấy. Dạ. Con chào ba ạ. Ừ, chào con đi học về rồi à? Vào rửa tay rồi ăn cơm với bác Xuân đi. Ba mẹ lại không ăn cơm ở nhà sao ạ? Ừ, ba mẹ phải đi tiếp khách con gái à. Nhanh lên em, muộn mất rồi. Đây, xong rồi đây mà. Con ở nhà ngoan nha, ba mẹ đi công việc. Nhưng mẹ ơi, hôm nay cô giáo cho con bài tập về nhà, ba mẹ phải giúp con làm mới được. Ừ, để khi nào ba mẹ về đã nhé. Mình đi thôi anh, muộn mất rồi. Nào, vào nhà thôi, lần sau anh đừng có mà uống say thế này nữa nhé. Ơi, say đâu mà say, em thật là... Phương, sao giờ này con chưa ngủ nữa? Thôi, đi ngủ nào, anh mệt lắm rồi. Mẹ ơi, ba mẹ cho giúp con làm bài tập mà. Ôi trời ơi, không làm được bài thì gọi điện hỏi bạn hoặc cô giáo đi chứ. Còn có thấy ba mẹ đi tiếp khách, thời gian đâu giúp con làm bài tập. Thôi, con mau đi ngủ đi, mai còn đi học sớm. Sao giờ này con bé còn chưa đi học về, không biết la cà đâu nữa. Tôi đã gọi điện đến nhà của cô giáo và các bạn mà không thấy có cháu Phương ở đó. Tôi lo quá cô cậu ạ. Cô giáo nói hôm nay Phương cũng không tới lớp. Phải đi tìm con ngay thôi. Để anh đi báo công an. Con đi đâu giờ này mới về? Con có biết mọi người lo lắng thế nào không? Dạ, con xin lỗi. Tại sao hôm nay con không đi học? Tại con chưa làm bài tập nên con xấu hổ, sợ cô la. Bài tập khó lắm mà, sao con không làm được? Không ạ, cô cho bài tập về nhà là hãy để một ai đó trong gia đình ôm rồi ghi lại cảm nghĩ của mình. Từ hôm qua con rất muốn ôm ba mẹ, nhưng mà mọi người ai cũng bận, con không hoàn thành bài tập nên không dám đến lớp. Con... Con gái, ba mẹ thật vô tâm quá, mãi mê làm ăn mà quên mất con gái cần gì. Ba mẹ xin lỗi con. Nào, giờ mình làm bài tập về nhà cho con nhé. Con gái, từ giờ chúng ta sẽ làm bài tập này thường xuyên nha. Dạ. Mưu thoát chết. Cha à, đến giờ con mới biết nhà ta có nhiều vàng thế này. Chuyển sang miền Đông ở, chúng ta cần số vàng này để mua một căn nhà, sắm đồ đạc nữa. Chúng ta sẽ đi ngay trong chiều nay sao cha? Ừ, chúng ta sẽ đi nhờ chuyến tàu thủy chở hàng cho kịp lễ phục sinh. Con trai à, mang theo từng này vàng không phải là ít. Nên vì vậy, trên đường đi con hãy nhớ phải hết sức giữ gìn bí mật nhé. Đừng để lộ ra, người khác biết không hay đâu. Dạ, con biết rồi.
Chúng tôi đi nhờ sang miền Đông. Tôi đã xin phép thuyền trưởng của các anh rồi. Mời ông vào khoang của mình. Cảm ơn. Con trai, con trông từng chiếc hòm nhé. Để cha ra ngoài hỏi xem phòng tắm ở đâu. Vâng ạ. Sao mày biết hai cha con họ có mang theo hòm vàng? Ngay từ khi cha con họ vào thuyền, em đã nghi rồi. Lúc nãy cha con họ ra ngoài làm gì đó. Sao lúc đó mày không ôm luôn cái hòm kia đi luôn đi? Em cũng đang định thế, thì nghe có tiếng bước chân vào. Công xong rồi, bọn chúng phát hiện ra hòm vàng rồi. Cái gì? Giết cha con họ ư? Bé bé cái mồm thôi, ai nghe thấy thì chết đấy. Đây là cơ hội đổi đời cho anh em mình, phải chớp ngay cơ hội chứ. Quyết định vậy nhé. Tối nay tầm 2 giờ sáng, nhân lúc cha con họ đang ngủ, chúng ta sẽ ra tay. Sao? Cha nói sao? Kệ chứ, bọn chúng nghe thấy bây giờ. Cha, mình phải đi báo với thuyền trưởng ngay. Đừng con, không nên làm vậy. Lỡ thuyền trưởng cũng thông đồng với chúng thì sao? Một khi lòng tham đã nổi lên, chúng sẽ không từ thủ đoạn nào đâu. Nhưng đây là toàn bộ gia sản cha tích cóp cả đời. Lẽ nào chúng ta lại để bọn chúng chiếm hết? Đưa cho nó cũng vẫn không chắc thoát được nguy hiểm. Chúng sẽ sẵn sàng ra tay giết cha con ta để diệt khẩu. Cha, hay là mình giấu cái hòm vàng này đi? Cũng vô ích thôi. Chúng đã biết cha con ta có vàng. Chúng sẽ tra tấn chúng ta để tìm ra số vàng thôi. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Chẳng lẽ chúng ta chịu chết ở đây sao? Làm sao bây giờ? Chúng sắp hành động rồi. Con trai, lại đây. Cha có cách này. Thằng con hư đốn. Cha nói mà mày chẳng bao giờ chịu nghe gì hết. Thế là sao? Cha luôn áp đặt con. Cha thật quá đáng. Đồ bất hiếu. Tao thật vô phúc vì có đứa con như mày. Có phải hai cha con có cái hòm vàng kia không? Họ sao lại thế nhỉ? Hừ, con với chả cái. Đồ hư đốn. Đã thế, tao cũng không cần số vàng này nữa. Tao sẽ đem ném xuống biển. Ấy ấy, khoan đã. Đừng, từ từ, đừng có làm thế. Ném thì ném đi, cha không cần phải dọa con. Không được, dừng lại ngay, lũ ngốc. Lão già điên thật rồi. Đừng buồn con trai, lúc đó không có cách nào khác cứu mạng cha con mình. Chúng ta chỉ có thể làm như thế thôi. Khi nào lên bờ, chúng ta sẽ tố cáo 4 tên thủy thủ kia. Vâng, con hiểu rồi, thưa cha. Bí mật của ba con quỷ. Chú hai này, ba mất cũng gần được 1 tháng rồi. Anh em mình cũng nên tính tới chuyện chia gia tài chứ nhỉ? Chia gia tài ư? Ý anh là sao ạ? Chú cũng đã đến tuổi lập gia đình, nên có một cơ ngơi riêng, không thể ở chung với anh chị mãi được. Vậy anh tính thế nào ạ? Nhà anh chị đông người, lại còn có các cháu nhỏ. Thế nên anh chị sẽ lấy căn nhà này, còn phần chú là mảnh ruộng ngoài kia. Chỉ có mảnh ruộng ngoài kia thôi sao? Nhưng đó đâu phải là nhà ạ. Em biết ngủ ở đâu đây? Chú phải tự biết dựng lều lên mà ở chứ. Cho chú mảnh ruộng là nghĩ cho chú nhiều lắm đấy. Việc làm ăn nhà mình từ mảnh ruộng ấy mà ra chứ đâu. Anh chị chỉ có nhà, sau này chưa biết kiếm việc gì để làm đây. Anh chị đã tính vậy thì em xin nghe theo. Ngày mai em sẽ dọn đồ đi ạ. Đợt này hạn hán kéo dài, đất ruộng khô cằn thế này, làm sao mình gieo trồng được? Chắc phải bỏ xứ mà đi thôi. Tối rồi, mình mà đi tiếp, không khéo gặp thú dữ thì nguy. Kiếm chỗ nào nghỉ tạm, rồi ngày mai trời sáng lên đường sao vậy? Đây rồi, có chỗ ngủ rồi. Này, hôm nay ta mới phát hiện ra một bí mật đấy. Bí mật gì thế? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang.
vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Ôi dào, tưởng chuyện gì. Cũng ở cái làng ấy có nhà trồng một rừng trúc, trong đó có một cây trúc bảy đốt. Nếu như ai có thể lấy được cây trúc ấy làm thành kèo nhà thì hàng đêm vàng bạc khắp thế gian sẽ tự động mà bay đến. Ta cũng biết có một ngôi nhà ở đầu làng mà có cái ao nhỏ rất sâu. Ở dưới đáy ao mà tìm trong lớp bùn thứ ba thì sẽ thấy được một chum vàng thôi. Ai mà có chum vàng đấy thì sẽ giàu lắm. Đây rồi, đây chính là ngôi nhà mà con quỷ thứ hai nói. Được, tôi sẽ nhận cậu vào làm, cố gắng chăm chỉ nhé. Vâng, cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng ạ. Đây rồi, đúng cây trúc ấy rồi. Mình sẽ xin ông chủ sau này khi có cơ hội sẽ dùng đến nó. Còn bây giờ mình sẽ tìm đến cái ao đó. Sao, cậu muốn thuê cái ao của tôi để nuôi cá ư? Vâng, nếu được, hàng tháng tôi sẽ vừa trả tiền thuê ao, vừa biếu ông những con cá tươi ngon nhất ạ. Thôi được, cậu cứ tự nhiên dùng cái ao đó đi. Vâng, cảm ơn ông ạ. Con quỷ đó nói quả không sai. Mình phải đánh dấu chỗ này lại, chờ thời cơ thích hợp mới đào lên được. Nước ư? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Tôi đã có cách mang nước về cho dân làng rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng cô dâu chú rể nhé. Đã đến lúc mình cần đến cây trúc bảy đốt và chum vàng dưới đáy ao kia rồi. Chỉ trong mấy tháng mà thằng hai lại trở nên giàu có như thế ư? Thật không thể tin nổi. Chắc chắn là gặp được tiên rồi mới phất nhanh lên như thế. Ông hãy mau đến tìm chú ấy để hỏi cho ra lẽ đi. Được, tôi sẽ đi một chuyến xem sao. Theo lời thằng hai thì lát nữa sẽ có ba con quỷ đến đây trò chuyện. Mình chỉ cần chờ là có thể nghe hết bí mật của chúng rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Ta đã ăn thịt được hai người đấy. Ta cũng bắt được ba người. Nghĩ lại mà vẫn còn thòm thèm. Giá mà có người ở đây thì tốt nhỉ. Ai? Kẻ nào đang ở trên kia? Ôi, ôi! Khi không có mồi ngon dân tận miệng rồi. Yêu thương người khác. Anh Luân ơi, làm gì mà gọi không thưa thế nhỉ? Anh làm gì mà em gọi mãi? Anh đang định lựa mấy cái áo sơ mi cho mấy ông anh ở quê, cuối tuần có dỗ mang về luôn. Ở quê quanh năm đồng ruộng, ai mặc áo sơ mi mà anh cho? Mua bánh kẹo là được mà. Bánh kẹo ăn một lúc là hết, chứ quần áo đồ đạc thì còn dùng mãi. Toàn đồ cũ mà ai cũng quý. Lần nào về quê anh cũng túi lớn túi bé, lại chả quý. Em đừng nghĩ thế, người ở quê quý cái tình là chính, chứ giàu nghèo gì vài cái quần cái áo chứ. Thì đồ nhà mình toàn đồ tốt, rất biết giữ gìn, có cũ cũng vẫn còn xịn chán, ai chẳng thích. Về thôi, nhà mong lắm rồi. Con chào mẹ. Hai vợ chồng về sớm thế à? Sao lần nào về cũng mua bán tốn kém thế làm gì? Mẹ ở nhà có thiếu gì đâu. Con đã bảo rồi, mà nhà con cứ cố nhét thêm vào đấy ạ. Con nghỉ đi nha, mẹ ra vườn một lát. Dạ.
Em à, mình sang nhà bác cả chơi đi. Đi mấy chục cây số em đang mệt muốn xỉu đây. Anh đi một mình đi. Hai vợ chồng sang chơi mới tình cảm chứ. Mình anh đi thì nói làm gì. Kệ anh, em ở nhà nghỉ, không đi đâu hết. Nào hai đứa, ra xem ngần này rau đã đủ chưa. Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi không nắng. Rau con vào siêu thị mua cũng sẵn mà. Đã chắc sạch bằng rau của mẹ chưa? Con đi thịt gà đi. Lát mẹ hầm sen cho con dâu tẩm bổ. Sao lúc nào mẹ cũng sai con thế? Con sắp làm ba rồi, con tị nạnh với nó à? Sao mẹ biết ạ? Đẻ ra 8 anh em chúng bay mà còn không biết thì ai biết. Thôi, tôi đi nhặt ít trứng cho cháu tôi hồng hào. Nhất em nha. Vợ chồng thằng cháu đích tôn đâu rồi? Cháu chào bác ạ. Đây, nghe tin vợ chồng chúng bay về, bác đi lùng cả làng được con cá chép ngon tuyệt vời đây. Cho cháu xin, con này trên thành phố, muốn mua cũng không có mà mua. Cho cháu dầu, chứ cho mày đau lưng. Dạ, cháu xin bác ạ, bác chu đáo quá. Cố mà tẩm bổ cho vợ. Đấy, bà cháu phù hộ, nên mới lấy được dâu hiền đấy bác ạ. À, thằng tuổi vào đây. Chú thím, cháu chào chú thím ạ. Chào thế chứ có nhớ tên chú thím không đấy. Cứ về nhà liên tục là nhớ hết cháu ạ. Hai cháu nó cũng bận rộn, các bác các chú thông cảm. Có gì đâu chị, các cháu về chơi là quý rồi. Có ít trứng với chuối nhà cho hai vợ chồng đây. Dạ, vợ chồng cháu xin chú. Anh chị bao giờ có em bé thì em về chơi, để tuẩn dẫn em đi thả diều nha. Thôi, vào nhà uống nước cho mát, đứng hết cả đây thế này. Anh à, các bác chú thím sang cho mình bao nhiêu là quà, hỏi han quan tâm làm em cảm động quá. Họ hàng ở quê ai cũng thế em ạ. Cây nhà lá vườn thôi, cái gì ngon nhất quý nhất cũng để phần lũ con cháu xa quê. Thế mà em cứ hay cằn nhằn anh, chỉ vì vài món đồ nho nhỏ em tệ thật có phải không? Về quê dễ chịu thật đấy. Mình vào đi. Em cảm ơn chồng nhiều lắm. Cảm ơn anh đã cho em gia đình thứ hai. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.